Thì mình đang có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, ga quốc tế, đang ngồi trong phòng chờ và khoảng một tiếng nữa thì sẽ lên máy bay để bay qua Frankfurt. Thì chuyến bay này nó sẽ quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ rồi sau đó mình bay tiếp một chặng nữa. Mọi người ở những chặng đường tiếp theo của hành trình khám phá châu Âu. Tới phi trường Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị khoảng gần một tiếng nữa là chuyển tiếp lên máy bay để qua Frankfurt của Đức. Xong bây giờ là kéo đi ra ngoài đường đón xe để đi về đi ăn trưa. Sau khi ăn trưa thì sẽ tham quan một số điểm ở thành phố này, Frankfurt, và sau đó thì chiều tối mới về khách sạn. Ở đây thì thấy taxi chạy xe Max cũng rất là nhiều. Hiện giờ thì mình mới rời xe để đi tới nhà hàng để ăn trưa. Thì như từ sân bay mà về khu gần đây, khu này thì nó mất khoảng 20 phút. Thì hai bên đường thì thấy là rất là nhiều cây xanh. Ở đây không khí rất là trong lành, và đặc biệt là những cái ngôi làng, những cái công viên, nó rất là nhiều cây xanh, nhìn rất là đẹp và lãng mạn. Thì Frankfurt là một trong năm cái thành phố lớn nhất của Đức, và đây cũng là một cái trung tâm về thương mại là lớn nhất của Đức cũng như là của châu Âu, nơi thường xuyên tổ chức những cái hội nghị và hội chợ về thương mại. Bây giờ thì mình đang ở một trung tâm mua sắm. Có vẻ như những cái trung tâm ở bên này nó không có đông người giống như là những cái trung tâm ở những cái nước mà châu Á, ở Việt Nam như này, mà người ta chủ yếu là tập trung ở những quán cà phê. Và như các bạn thấy ở đây là có rất nhiều cái cửa hàng. Xung quanh cái trung tâm này nó là những con đường rất là nhiều cây xanh, nó ở ngoài mà mình không có thấy được cái không gian như thế này. Đi vào thì mình mới thấy được người, còn ở ngoài nhìn vào thì thấy nó rất là vắng lặng. Cảm giác như ở đây là giống như là nó không có nhiều dân đông đúc giống như là những cái cảnh mà mình hay thấy ở Việt Nam hay là ở Hồ Chí Minh. Bây giờ mình vào nhà hàng để ăn trưa. Ở đây mà có những người ta thấy tỏ ra thân thiện, nhưng mà mọi người cũng phải cẩn thận. Đừng thấy người ta kêu là Việt Nam cái xong rồi bắt đầu thấy thân thiện quá là không có cảnh giác, là rất là dễ bị, tại vì cái nạn móc túi, rạch giỏ sách ở châu Âu nó rất là phổ biến, và họ tập trung vào đa số là tập trung vào người châu Á, trong đó là tập trung nhiều nhất là người Trung Quốc và người Nhật, Trung Quốc và Việt Nam, tại vì Trung Quốc Việt Nam thường thường đi du lịch đem rất là nhiều tiền mặt. Mọi người nhớ là cẩn thận. Đây là một cái nhà hàng Việt Nam với tên là Nha Trang.
nhà hàng Nha Trang, như một nhà hàng Việt Nam. Lần đầu tiên qua đây ăn thì ăn đồ Việt Nam cũng được, tại vì suốt hành trình trên máy bay là toàn ăn đồ Tây. Ở đây có món gì nào? Đây là có canh chua, cá bông lau, có gà luộc là chấm muối tiêu chanh. Còn đây là có súp, rau cải luộc, tôm trắng. Và phương tiện chủ yếu ở đây người ta đi là xe đạp, mọi người thấy rất là nhiều xe đạp. Số người bản xứ người ta nhìn những người châu Á thì họ biết là đò đón người Việt Nam. Việt Nam nổi tiếng. Các trung tâm thì họ thiết kế theo phong cách rất là thân thiện với môi trường. Luôn ở giữa là một cái mái vòm và kính, cho nên nó đầy không khí, đầy ánh sáng, cho nên hầu như là ít sử dụng năng lượng, ít sử dụng điện. Và không khí trong này, ở bên này thì nó mát mẻ rồi, nên không có cần máy lạnh gì hết. Hiện giờ là nó khoảng 15 độ C, rất là mát. Quảng trường Brombeerbeek, quảng trường gọi là quảng trường rộng nhất ở khu Frankfurt này. Trên đây là cái sân thì nó rất là nhiều cái cây, và cái cây này đặc biệt, rất là đặc biệt, nó là cái cây ngô đồng. Cây ngô đồng là cái cây mà gọi người ta gọi là cây ngô Pháp, tức là hồi xưa là vua Napoleon đã trồng ở Pháp và một số nước thuộc địa. Thì đây là cái quảng trường rộng lớn. Quảng trường Brombeerbeek là phần trung tâm lịch sử ít ỏi mà Frankfurt giữ lại sau những cuộc chiến tranh. Quảng trường được xây dựng lại sau Thế chiến thứ hai và mang nét đẹp kiến trúc của thời Trung cổ. Trong này mọi người thấy có cái nhà thờ lớn nè. Đây, ở dưới mình, đây mình nhìn lên. Đó, nó có cái ở đây nhìn hơi khó thấy, để tí nữa ra xa thì thấy được. Cái nhà thờ gọi là nhà thờ lớn Dom là nhà thờ chính của Frankfurt và được xây dựng thế kỷ thứ 14-15, mang kiến trúc gọi là Baroque. Trong cái khu này nó cũng có là tòa thị chính cổ Antartato và khu phố nhộn nhịp. Đây là cái quảng trường rất là đông người. Quảng trường này nổi tiếng nhất ở cái khu Frankfurt này, cho nên rất là nhiều khách du lịch. Và ở đây nó cũng là có nhiều cái tai nạn, như là móc túi. Mọi người khi mà đi tham quan những cái khu vực này thì phải cẩn thận, đặc biệt là không có tiếp xúc với người lạ. Tất cả những ngôi nhà ở đây là những ngôi nhà cổ rất là đẹp. Ở đây thì người Tây người ta rất thích ngoài nắng. Thường quán cà phê này nọ người ta có thể ngồi ngoài trời luôn.
Hiện giờ thì tôi đang có mặt tại thành phố thủ đô Luxembourg, một quốc gia rất là nhỏ, dân số chỉ có khoảng nửa triệu người thôi, nhưng mà một nước có bình quân thu nhập trên đầu người cao thứ hai thế giới, và được mệnh danh là trái tim xanh của châu Âu. Đây, mình đang đứng trước một cây cầu rất là đẹp. Cây cầu này đó là nó có gồm hai tầng, ở dưới tầng dưới mọi người có thể đi bộ và ở trên là dành cho mọi phương tiện giao thông. Và giờ thì mình đang trên đường đi tham quan nhà công tước, rất là đông khách du lịch đổ về cái thủ đô Luxembourg này. Ở châu Âu thì thông thường là ngày chủ nhật là ngày nghỉ, cho nên rất ít cửa hàng mở cửa, chỉ có những khu vực mà dành cho du lịch thì mới mở cửa, như là nhà hàng hay quán cà phê. Còn lại đa phần như những cái dịch vụ khác như là siêu thị thì thông thường họ đóng cửa vào ngày chủ nhật. Sau khi mà tham quan ba cái địa điểm mà nổi tiếng nhất của Luxembourg thì đang chuẩn bị đi ra xe để mà đi về Paris. Thì dự kiến là sau khoảng 5 tiếng thì sẽ có mặt ở Paris, tức là khoảng 6 giờ, 7 giờ tối. Hiện giờ thì đang ở một cái ban công của khách sạn. Thì khách sạn này nó thuộc dạng 4 sao, nhưng mà nó không có phải ở trung tâm của Paris, mà nó nằm cách Paris khoảng không biết chính xác nhưng mà khoảng vài km. Thì do là Paris thì rất là đắt đỏ, cho nên thông thường những khách sạn mà phía bên ngoài ngoài ô thì nó giá nó mềm hơn. Chỗ này nó set up một cái khu vực bàn ghế nhìn cũng khá là dễ thương. Giờ là 7:15. Mọi người thấy là 7:15 nhưng mà mặt trời còn rất là cao, chưa có lặn nè. Và trời rất là sáng, nó giống như là chỉ khoảng 4 giờ mấy, 5 giờ ở Việt Nam. Nếu mà để mà trời tối thì chắc cũng khoảng 8 giờ mấy, 9 giờ thì trời mới tối. Một cái nhà thờ trên ngọn đồi. Ở đây rất khá là đông khách du lịch, giống như ở những điểm mà tập trung về khách du lịch ở Pháp thì nơi đây cũng vậy. Mọi người khi mà đi tham quan Pháp, đi Paris thì nhớ là những cái điểm du lịch thì rất là nhiều kẻ gian móc túi, người ta sẽ dàn cảnh là từ thiện rồi đăng ký quà miễn phí và rất là nhiều thứ. Nhà thờ này nó có cái màu đá có màu trắng rất là đẹp. Giờ thì tôi đang ở tại thành phố của Bỉ, trên đường đi ra phố cổ. Thì tại phố cổ của thành phố này nó có một cái quảng trường và được mệnh danh là cái quảng trường mà đẹp nhất, một trong những quảng trường đẹp nhất, có thể là đẹp nhất ở châu Âu. Và các bạn biết là Bỉ thì có cái đặc sản gì không? Đó là chocolate.
các bạn sẽ thấy rất là nhiều, lát nữa đây sẽ thấy rất là nhiều cái cửa hàng chocolate ở trên phố. Và chocolate ở đây đặc biệt ngon. Như như Đức thì nổi tiếng về bia hay xúc xích, Pháp là về các loại bánh ngọt, rồi bơ. Hà Lan thì là nổi tiếng về phô mai. Thì Bỉ nổi tiếng về chocolate. Và ở đây thì đường rất là nhỏ, đường rất là chật, và họ ưu tiên cho cái việc phương tiện vận tải là tàu điện. Cho nên và cái bố cách mà họ bố trí cái đường phân luồng cũng rất là hợp lý khoa học, tức là cái đường có cái làn xe dành cho tàu điện thì nó nằm ở giữa, và xe hơi thì nằm phía bên ngoài. Để mình ăn thử. Rất là ngon. Đây người ta có rất là nhiều cái chocolate theo nhiều cái hình dáng rồi màu sắc rất là đặc biệt, giống như là chocolate hình chú bé đứng tè. Tùy theo cái hàm lượng mà coca mà mình thấy có cái cacao mà mình thấy có trên cái này, có thể là 70% hoặc là 57%. Mà 31 đối với những người mà thích ăn đắng ấy, thì có thể lấy những loại có hàm lượng cao, giống như cái này là 70%, rất là đắng và nó có nhiều hương vị, có hương vị ớt, hương vị cam, rồi hương vị dâu, rất là nhiều. Nếu mình mua số lượng nhiều thì có thể là người ta sẽ có giá đặc biệt của mình. Tại vì chuyện đi Hà Lan